với channel của mình. Ngày hôm nay video này sẽ tiếp tục chương trình về những điều khó nói. Ở trên này thì chúng mình đã nói đến rất nhiều là quần lót này, áo lót này, ngày đèn đỏ này, băng vệ sinh này. Tất cả những thứ nào mà mọi người cảm thấy là khó nói trong cuộc sống hàng ngày thì mình đã đều giải đáp hết rồi. Nếu mọi người chưa xem những video đó thì mình sẽ link hết ở dưới description box nhé. Còn video ngày hôm nay thì thực sự là cũng hot không kém một chủ đề mà rất nhiều bạn đã hỏi mình, đấy chính là làm thế nào để giải quyết những vùng lông ở dưới cánh tay, hoặc là ở dưới vùng bikini, hoặc là ở dưới chân, hoặc là ria mép chẳng hạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những phương pháp mà mình đã sử dụng và cái nào mình cảm thấy là hiệu quả nhất, và cái nào mọi người có thể suy nghĩ xem là mình có nên sử dụng những cái phương pháp đấy hay không. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với phương pháp đầu tiên. Khi mà mọi người bắt đầu xuất hiện những cái vùng lông trên cơ thể ấy, thì cái mọi người nghĩ đến đầu tiên đó chính là dao cạo. Thì dao cạo là một cách mà mình nghĩ là rẻ tiền nhất, cũng như là nó là một cách nhanh nhất. Khi mọi người cạo xong phát là mọi người nhìn thấy là kiểu nó cũng hết lông trên cơ thể luôn, đúng không? Thì dao cạo thường mọi người sẽ mua những cái dao, có thể là những cái dao rẻ tiền chẳng hạn, hoặc là kể cả dao cạo râu của bố hoặc là của anh mình ấy, cũng có thể dùng để cạo được. Nhưng mà để an toàn thì mọi người nên chọn những cái dao cạo mà nó có những cái bi tròn tròn ở dưới này này. Thì khi mà mình cạo ấy, cái dao nó sẽ, cái lưỡi nó sẽ đưa theo cái đường mà mình đưa ở trên cơ thể, nên là nó sẽ tránh những cái chuyện mà mình hay bị kiểu cạo bị quá tay này, hoặc là bị xẻo mất một miếng thịt ở trên chân hoặc là ở chỗ nách của mình chẳng hạn. Và nếu mọi người muốn tránh những cái chuyện mà nó hay bị đưa dao quá sâu chẳng hạn, thì mọi người có thể dùng những cái bọt cạo như thế này. Cái này là EOS Evolution of Smooth Shave Cream. Có rất là nhiều loại khác nhau, mình nhớ là của Skin Teammate cũng là một loại rất là thích, hoặc là cái EOS này dùng cũng rất là ok này. Bạn nào muốn tiết kiệm ấy thì mọi người còn có thể dùng cái dầu xả mà mình dùng cho tóc ấy. Cái dầu xả đấy mọi người bôi lên chân sau đó dùng dao cạo cũng rất là ok, chứ không cần phải tốn tiền mua bọt cạo làm gì cả. Thì đấy là cách đầu tiên. Tuy nhiên là cách này thì sau khi mọi người cạo xong, cái chân của cái phần lông ấy nó vẫn còn ở dưới da của mình, nên là nhìn cái phần ví dụ dưới cánh tay của mình chẳng hạn thì nó vẫn rất là kiểu bị thâm đen ấy, và nó sẽ mọc lại rất là nhanh, nhiều khi hàng ngày là mình phải cạo luôn. Thì cách này nó là cách rẻ tiền và nó nhanh nhất, nhưng mà thực sự là nó không có hiệu quả lắm. Đối với những bạn nào mà chưa có điều kiện, hoặc mọi người chưa tìm được cách nào tốt hơn, thì mình nghĩ cái này cũng được. Bản thân mình đến bây giờ mình vẫn dùng cái này để cạo cho phần ở dưới chân, bởi vì phần chân của mình thì trộm vía là nó không có nhiều lông lắm. Đấy là phương pháp đầu tiên, cũng là phương pháp rẻ tiền nhất. Còn nếu mọi người đã hướng đến một cái gì đấy nó hiệu quả hơn, nhưng mà cái này nó sẽ đau hơn một tí, thì mọi người sẽ sử dụng cái máy này. Cái máy này ở bên nước ngoài thì người ta gọi là epilator. Nó là một cái máy nhổ lông. Khi mọi người nhổ lông thì mọi người thường hay dùng nhíp đúng không? Nhưng mà nhíp thì mình sẽ phải nhổ từng cái một, và nó rất là mất thời gian. Còn cái máy này nó như kiểu là một cái máy bao gồm rất là nhiều cái nhíp khác nhau trong này nhỏ tận. Tức là mỗi cái vòng xoay của nó ấy thì nó sẽ là nhiều cái nhíp khác nhau nó hoạt động. Thế nên khi mọi người đưa vào vùng dưới cánh tay chẳng hạn thì nó sẽ cùng một lúc nhổ đi rất là nhiều cái phần lông ở dưới này, nên là nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Nhưng mà cái này nó hơi bị đáng sợ một tí. Bây giờ mình cho mọi người nghe cái tiếng của máy này trước nhá. Đây là nấc 1 này. Đây là nấc số 2 này. Thật sự là nghe cái tiếng của nó rất là đáng sợ. Và lần đầu tiên mình mua cái máy này, lúc đầu mình mua mình cảm thấy rất là phấn khởi. Thì sau này lúc mình mua về, mình cắm máy vào và mình nghe thì cái tiếng này ấy, mình đã đi ra đi vào nhà vệ sinh phải gần 2 tiếng đồng hồ mình mới dám thử đưa cái máy này lên trên cái dưới cánh tay của mình. Và trải nghiệm đầu tiên đấy chính là nó khá là đau, nhất là khi mọi người chưa quen dùng cái máy này. Thì mọi người cảm giác như nó là rất là nhiều cái nhíp nhổ cái lông của mình cùng một lúc ấy, thì tất nhiên nó phải đau rồi. Và nhiều khi mình bị đưa quá tay chẳng hạn thì nó cũng làm cho mình chảy máu một chút xíu. Mình cảm thấy là cái trải nghiệm đầu tiên của mình nó không được tốt lắm. Xong rồi đến lần thứ hai, lần ba, lần tư mình bắt đầu quen dần rồi, mình biết là nên đặt máy ở đâu, mình biết là nên nghiêng máy như thế nào để cho nó cảm thấy là đỡ đau nhất. Đối với mình ấy, cái option số 2 này nó sẽ làm cho cái phần lông của mình nó mọc chậm hơn này, và cái phần dưới cánh tay của mình nó cũng không bị thâm đen như trước nữa. Chỉ mỗi tội là đối với những bạn nào mới sử dụng lần đầu tiên ấy mà mọi người vẫn cảm thấy sợ ấy, thì đúng là cái này nó sẽ hơi đau một tí. Nhưng mà khi mọi người đã quen rồi thì thực sự nó không có vấn đề gì cả. Mình thấy nhiều người còn dùng cái này để nhổ lông chân ấy, nhưng mà mình vẫn chưa thử bao giờ, bởi vì như mình nói là mình không có nhiều lông chân lắm. Nên còn có một cái nữa mà mình đang làm trong nửa năm gần đây, đấy chính là triệt lông bằng laser.
Thì tại sao mình lại quyết định làm cái này? Bởi vì đến một thời gian ấy, mình cảm thấy là kiểu quá mệt mỏi với việc là phải cạo rồi phải nhổ rồi các thứ. Mà khi mà mình mặc ví dụ quần bơi hay là đồ bơi mà nó cứ hở ra một chút xíu ấy, mình cảm thấy là thực sự không tự tin lắm. Thế nên là mình đã quyết định là mình sẽ thử cái triệt lông bằng laser, hoặc là mặc ở nhà mọi người hay gọi là laser đấy. Trước khi quyết định làm cái này mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì giá của nó không hề rẻ. Ở Việt Nam thì có những chỗ làm khá là rẻ, khoảng từ 4 đến 5 triệu một liệu trình thôi. Một liệu trình thì khoảng từ 7 đến 8 buổi gì đó. Còn có những chỗ thì rất là đắt. Chỉ riêng cái liệu trình triệt lông nách nhá đã là 12 triệu hay 13 triệu gì đó, khoảng 7 đến 8 buổi. Còn ở dưới vùng bikini thì là 15 đến 17 triệu. Nói chung là giá nó rất là dao động. Và mình đã quyết định là mình sẽ làm thử để cho mọi người xem là cái kết quả nó như thế nào. Và đến ngày hôm nay trong cái liệu trình của mình là còn khoảng 1 đến 2 lần nữa. Và đây là đây. Mọi người có thể nhìn thấy là phần dưới cánh tay của mình thì mình có thể kiểu tự tin giơ tay của mình lên, mình không cảm thấy là không biết là nó có bị đen không, hay là không biết là nó có bị lông hay các thứ gì không. Thì laser ấy, mình sẽ đọc cái định nghĩa cho mọi người và cái định nghĩa kiểu chuẩn nhá. Triệt lông laser ánh sáng là đại bằng phát xạ kích thích, vì thế khi chiếu tia laser vào vùng lông cơ thể nó sẽ phá hủy các năng lông bằng năng lượng cao. Tức là khi người ta dùng những cái đèn người ta chiếu vào cái vùng da của mình ấy, thì nó sẽ tiêu diệt những cái năng lông ở dưới tận phía trong của cái da của mình. Chính vì thế nên là sau khoảng từ 6 đến 7 liệu trình là mọi người có thể nhìn thấy là da mình nó không bị thâm đen như trước nữa, và cái thời gian mọc lại nó cũng rất là lâu. Thường thì cái liệu trình của mình là 7 lần, thì mình cứ một tháng mình đi một lần, và lần này là lần thứ 6 gì đó rồi, thì mình cũng không thấy nó mọc lại nhiều nữa. Và khi mà mọc lại nó rất là mỏng thôi. Khi mà mình xem những cái video quảng cáo về triệt lông ở trên YouTube nhá, mọi người nhìn thấy là kiểu người ta nằm rất là kiểu thư giãn, xong rồi người ta dí cái máy vào ấy, xong nó sẽ nháy đèn đúng không? Nhưng mà không mọi người ạ, lúc đấy còn nó rất là, nói như là nhỉ, nó rất là awkward và nó khá là đau ấy. Bây giờ mọi người nằm nhá, mọi người sẽ phải giơ tay lên để cho người ta dí cái máy vào, xong rồi kiểu đến lúc mà đau quá ấy thì mình sẽ bảo chị ơi em đau quá, là chị bảo là cố lên em. Xong rồi nhiều lúc ấy kiểu chị ấy không chịu nữa đâu, thế xong rồi người ta phải dừng một lúc xong rồi bắt đầu làm tiếp. Thì kể cả ở dưới vùng bikini cũng vậy thôi, nó khá là đau. Và khi mọi người kiểu nằm ấy, xong rồi mình không quen biết gì cái người mà làm cho mình ấy, xong người ta dí cái máy vào ở chỗ dưới đấy ấy, thì thực ra là nó ra khá là đáng sợ và khá là ngại. Nhưng mà nó không phải đến mức mà không chịu được, và nó rất là nhanh thôi. Một lần mình đi triệt là triệt cả vùng nách và triệt cả vùng ở dưới này thì là mất khoảng 20 phút là cùng. Vì thế nên lúc nào mình đau quá thì mình sẽ cố gắng mình nói là thôi sắp xong rồi, cố lên, sắp xong rồi, cố lên. Chứ nó không phải là nằm xong mọi người kiểu thư giãn, xong mà ánh mắt kiểu mơ màng, xong mà nó không đau tí gì đâu. Tức là nó có đau nhưng mà không đến mức là mọi người không thể chịu được. Thì đối với cả kinh nghiệm bản thân mình ấy, là cái này nó có hiệu quả. Mặc dù là giá tiền của nó rất đắt nhưng mình nghĩ là mọi người cũng nên thử. Và theo những cái nguồn tin mà mình đã nghe thì thực ra không có một loại laser nào nó gọi là vĩnh viễn cả. Chỉ có lông ấy, khi mà mình làm dần dần ấy thì nó sẽ càng ngày càng mỏng đi đến mức mà mình không thể nhìn thấy được. Thì có thể khi mọi người mua liệu trình người ta sẽ nói là bảo hành trọn đời, hay là bảo hành 7 năm, hay bảo hành 10 năm, bảo hành 2 năm gì đó. Thì mình nghĩ là trong thời gian đó khi mà lông nó mọc lên ấy, thì mình vẫn có thể đến đó để mình làm thôi. Chứ chắc là cũng không có cái nào mà nó có thể trọn đời ở đâu. Nhưng mà cách này thì là cách mà mình cảm thấy là nhìn nó vệ sinh nhất và nó làm cho cái vùng da của mình đẹp nhất. Mỗi tội là hơi tốn tiền với cả hơi đau một chút xíu. Vậy là vừa rồi thì mọi người đã nghe mình chia sẻ về cả 3 phương pháp về lông lá mà mình đã từng sử dụng. Thì chắc chắn là đến giờ này thì mọi người cũng đã chọn được cho mình cái phương pháp mà nó phù hợp nhất rồi. Còn nếu mà còn cái nào nữa, ví dụ như là waxing mình chưa thử bao giờ này, nếu mọi người thấy nó hiệu quả thì có thể comment ở dưới cho mình biết. Và hoặc là có những cái video nào mà mọi người cảm thấy là muốn mình làm thì cũng đừng quên nói cho mình biết ở dưới nhá. Đừng quên ấn nút subscribe để có thể xem được những video tiếp theo. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhé.